Ừ, thì nhiều người khi uống sữa chua vào thấy nó đau, kể cả uống cà phê sữa thì nó cũng đau nữa, cho nên là có lẽ hễ đau thì ta không sử dụng như vậy, chứ cũng không nhất thiết là phải kiêng hẳn. Uống mà nó không đau thì ta cứ uống bình thường, nhưng mà uống vào đau thì bữa sau đừng uống nữa. Vâng, Đâu nước dừa thì bình thường ta uống bình thường, nó không chua cho nên không tác động nhiều trong cái bệnh đau dạ dày.